Hi, chào mọi người quay lại với kênh Sabo Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khám phá Tokyo cùng với tựa game Subway Surfer nữa nhé. Và clip này thì mình cũng mở khóa thêm một nhân vật mới nữa các bạn. Nhân vật nằm trong Last Deal ngày hôm nay đó chính là Smarko. Game bán mình với giá là 69.000. Và nhân vật này thì có tới 3 cao quyết các bạn. Rồi, mình sẽ mở khóa nhân vật này. Rồi, mình mới vừa mở khóa Smarko rồi các bạn. Marco là đến từ Venice và mình sẽ chọn một cái ván trượt tương ứng luôn các bạn. Đây và mình sẽ chọn cái ván trượt này các bạn. Gondola Venice. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Tokyo cùng với Marco nha các bạn. Rồi chúng ta xuất phát thôi. Thank you.
Thank you.